Lời đầu tiên, Châu Ưng Hoàng Phúc xin gửi lời chào trân trọng và thân thương nhất tới tất cả quý vị quan khách có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay Phúc cũng rất là vinh dự khi được là một thành viên, một người bạn đồng hành với lại One Group để mang những giá trị tốt đẹp về sức khỏe đến cho cộng đồng của One Group. Trước tiên, Phúc xin tự giới thiệu lại, tôi là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và đồng thời tôi cũng là giám đốc của công ty Ưng Hoàng Phúc, kinh doanh về lĩnh vực giải trí và lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Và đặc biệt đó là một cái giải pháp chăm sóc cột sống bằng công nghệ ghế gối mang thương hiệu Dr. Loan, giúp chúng ta tự chỉnh xương, tự chữa bệnh thoát vị địa đệm, thoái hóa cột sống ngay tại nhà. Và đây là một cái giải pháp mà nó đã giúp Phúc vượt qua những biến cố trong bệnh tật của mình cách đây 15 năm trước. Và tất cả quý vị cũng đã từng biết là Phúc đã trải qua 15 năm đau đớn do thoát vị địa đệm gây ra. Và trong 15 năm đó, Phúc đã trải qua 4 ca phẫu thuật, 2 ca phẫu thuật mổ hở và 2 ca phẫu thuật mổ nội soi. Nhưng mà nó vẫn tái đi tái lại từ năm 2001 đến năm 2015. Và cho tới cuối năm 2015 thì Phúc bắt đầu bị tái chấn thương trở lại lần thứ 5. Và lần đó thì coi như là Phúc không còn dám can thiệp vào xâm lấn nữa, bởi vì mình đã thực hiện những ca phẫu thuật đó rất là nhiều lần rồi. Và trong lúc bế tắc, lúc đó Phúc chỉ biết là cầu nguyện và nằm ở trên giường rất là đau đớn. Thì bỗng nhiên có một ngày, trong một cái tuần mà gọi là Phúc bế tắc, Phúc không còn chịu nổi cái sự đau đớn đó nữa, thì có một vị bác sĩ người Việt Nam mình đã gọi điện thoại, một cuộc gọi định mệnh cho Phúc và đã giúp Phúc bằng một cái giải pháp chỉnh xương để Phúc có thể tự bản thân mình vượt qua bệnh tật một cách rất là an toàn. Và cho tới thời điểm hiện tại thì từ năm 2015 cho đến nay, Phúc đã không cần phải dùng bất kỳ một viên thuốc giảm đau nào, cũng không cần phải can thiệp xâm lấn trở lại, mà chính bản thân Phúc đã phục hồi lại một cách vi diệu. Mặc dù là 15 năm chịu đau đớn không chữa hết, nhưng mà khi Phúc qua cái phương pháp chỉnh xương bằng ghế gối của bác sĩ Loan thì ngày đầu tiên khi qua gặp bác thì sau hôm đó về Phúc đã ngủ được. Và Phúc cảm thấy là đây là một cái phương pháp quá hay đi. Và mình chịu đựng đau đớn 15 năm mà bây giờ chỉ có ngày đầu tiên thôi mà mình về bắt đầu mình ngủ được rồi. Xong rồi sau đó Phúc đã kiên trì theo bác Loan luôn 7 ngày. Và 7 ngày đó coi như là các cơn đau nhức ở trong mình bắt đầu dần hồi phục và Phúc không còn cảm thấy đau đớn nữa. Và Phúc đã liên tục hiểu được cái giải pháp, hiểu được cái kiến thức này và Phúc vận dụng cho chính mình. 7 năm nay mà Phúc đã trở lại như một người bình thường. Mặc dù trước đó Phúc đã từng có giai đoạn teo cơ, chân thấp chân cao và chân to chân nhỏ, và coi như là đau đớn không thể nào đi được. Thì bây giờ Phúc có thể đứng ở trên đây để chia sẻ tới tất cả quý vị. Thì đây chính là một giải pháp mà Phúc nghĩ là Phúc đã đồng hành với bác Loan 7 năm nay, đã giúp được hàng ngàn người bệnh nhân thoát vị địa đệm có một cái cuộc sống rất là hạnh phúc, rất là viên mãn. Tức là khi chúng ta có sức khỏe thì chúng ta có tất cả mọi thứ, nhưng khi chúng ta không có sức khỏe chúng ta lại mất tất cả mọi thứ. Và Phúc đã từng như vậy. Và giải pháp này nó giúp cho chúng ta chỉnh xương của chúng ta mỗi ngày mà chúng ta không cần phải uống thuốc và cũng không cần phải dùng bất cứ một cái giải pháp nào khác. Nguyên nhân gây ra bệnh cho chúng ta đó là chúng ta sử dụng các tư thế sai mỗi ngày, nhiều năm, nhiều tháng. Nó làm cho cấu trúc xương của chúng ta bị biến dạng đi. Và khi cấu trúc xương của chúng ta biến dạng theo hình chữ C thì nó sẽ tác động trực tiếp lên tất cả các đĩa đệm và làm dồn ép các đĩa đệm phình hoặc là thoát vị ra ngoài để chèn dây thần kinh và làm cho chúng ta tắc nghẽn mạch máu ở trong ngay cái đốt sống mà chúng ta bị thoát vị. Thì khi mà chúng ta bị chèn ép như vậy lâu năm, giai đoạn đầu á, nó sẽ mới thoát vị thì nó sẽ có những biểu hiện là đau, nhức, mỏi. Nhưng mà khi cái biểu hiện thoát vị đĩa đệm chúng ta không chữa được, chúng ta không chỉnh lại được và cái biểu hiện nó lâu năm, khi mà chèn dây thần kinh lâu năm thì nó chuyển sang giai đoạn thoái hóa. Thoái hóa cột sống thì chúng ta sẽ gây ra những cái biểu hiện như là tê, teo, yếu, liệt. Và cái giai đoạn mà tắc nghẽn máu ở cái giai đoạn cuối cùng, nó sẽ diễn biến ra những cái biểu hiện tai biến và đột quỵ. Thì những biểu hiện mà tai biến đột quỵ thực sự nó không phải là bệnh, mà nó chỉ là một cái diễn biến cuối cùng của việc tắc nghẽn mạch máu do chúng ta chèn ép dây thần kinh lâu năm bởi các tư thế sai mà chúng ta vận dụng hàng ngày. Thế thì bác Loan đã nghiên cứu và sáng chế ra ghế và gối để giúp chúng ta chỉnh xương lại mỗi ngày.
chỉnh trong tư thế nằm, trong tư thế ngồi. Chúng ta có bốn cái tư thế đi, đứng, ngồi, nằm để sinh hoạt cả đời. Nhưng mà đi đứng chúng ta không sử dụng vật phẩm, ngồi với nằm chúng ta sử dụng vật phẩm. Nhưng cái việc chúng ta sử dụng vật phẩm sai, nó đã làm biến dạng cái cấu trúc xương theo cái hình chữ C như vậy, thì nó gây ra chúng ta bị bệnh. Và với cái khi mà bác Loan đã nghiên cứu ra được cái nguyên nhân phát sinh ra bệnh của con người rồi, thì bác mới nói là con người tại sao phải uống thuốc và phải mổ xẻ vô cơ thể, trong khi đó cái gốc là do cái xương bị sai, chứ không phải là do đĩa đệm tràng dây thần kinh. Đĩa đệm tràng dây thần kinh nó chỉ là cái tác nhân cuối cùng của cái cấu trúc xương của chúng ta bị biến dạng thôi. Nên là bác đã nghiên cứu ra cái giải pháp chỉnh xương bằng ghế với gối, để khi chúng ta nằm lên ghế, ngồi lên ghế hoặc là kê gối, chúng ta sẽ uốn nắn cái cấu trúc xương của chúng ta lại theo hình chữ S như vậy. Và cấu trúc xương đúng hình chữ S này mới là cái cấu trúc xương mà đĩa đệm của chúng ta nằm gọn ở bên trong, không thoát vị chèn dây thần kinh nữa. Và đó là lý do khi chúng ta dùng phương pháp này mỗi ngày, nó giúp cho chúng ta tái tạo lại cái đĩa đệm, và chúng ta uốn nắn cái xương của chúng ta lại thì đĩa đệm tự khắc nó sẽ co vào, nó sẽ không bị dồn nén xuống, nó không phình, nó không chèn dây thần kinh nữa. Và khi không chèn dây thần kinh nữa thì máu huyết chúng ta được lưu thông bình thường, thì chúng ta sẽ không còn cái cảm giác đau nhức ở trong cơ thể. Và khi không còn cảm giác đau nhức thì tại sao chúng ta phải cần tới thuốc giảm đau? Tại sao chúng ta phải cần tới phẫu thuật xâm lấn làm gì? Đó là một cái giải pháp mà Phúc nghĩ là Phúc cũng đã giúp được hàng ngàn bệnh nhân trên cả nước Việt Nam và cả ở thị trường quốc tế. Những người Việt của chúng ta ở nước ngoài sử dụng phương pháp này rất nhiều. Và phương pháp này nó ngày càng nó lan tỏa. Bởi vì sao? Vì cái giá trị nó mang lại cho sức khỏe của chúng ta là chúng ta được bảo vệ cái cột sống của chúng ta được nguyên vẹn. Và khi nguyên vẹn như vậy thì cột sống của chúng ta không có tì vết, thì chúng ta dễ phục hồi lại, và chúng ta có một cái cuộc sống về già ít có đau đớn bệnh tật và luôn luôn trong cái trạng thái khỏe mạnh. Hôm nay Phúc đứng đây là một cái điều rất là vi diệu, vì 7 năm trước Phúc từng mơ ước là Phúc có thể đứng lại trên sân khấu để hát, Phúc có thể đứng lại chơi thể thao, Phúc có thể đứng lại vui sống với gia đình của mình. Nhưng mà lúc bế tắc đó thì Phúc cũng đã có một tia hy vọng, và nhờ cái may mắn đó thì Phúc lại muốn lan tỏa cái may mắn này đến với tất cả mọi người, nhất là những người Việt Nam của chúng ta, những người gần gũi, những người anh em, những người bạn bè, những người đồng đội, những người thân yêu xung quanh của chúng ta. Khi chúng ta giúp được cho chính bản thân của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ giúp được cho người thân trong gia đình của chúng ta, cũng từ một bệnh cột sống này mà ra. Nó gây ra những cái biểu hiện như là mất ngủ, nhức đầu, chóng mặt, mờ mắt, ù tai, giảm trí nhớ, rối loạn tiền đình, thiếu máu não, tức ngực, khó thở, đau lưng, đau thần kinh tọa và tê yếu chân tay, khó vận động. Tất cả những cái biểu hiện đó đều do chèn dây thần kinh gây ra. Nên là bây giờ chúng ta phải vận dụng một cái phương pháp đúng để chúng ta phòng ngừa bệnh cho chính bản thân mình. Bởi vì chỉ có chính chúng mình, chúng ta mới tự chữa bệnh cho chúng ta được thôi. Và hôm nay Phúc đồng hành với lại One Group, và Phúc cũng đã giúp được cho rất là nhiều thành viên của One Group vượt qua những cái khó khăn trong bệnh tật cột sống của mình. Và hy vọng là tất cả mọi người có thể đồng hành cùng với Phúc. Xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn Mr. Ưu Hòa Phúc rất nhiều, và cũng xin mời anh sẽ cùng nắng lại sân khấu ạ. Vâng, rất cảm ơn anh về những giá trị về sức khỏe vừa rồi. Và Mỹ Thư tin chắc rằng tất cả quý vị khách quý của chúng ta cũng đang rất cần điều này đúng không ạ? Vâng, và đồng thời cũng sẽ được trân trọng kính mời Mr. Âu Nam Thái, thành viên ban cố vấn, sẽ cùng tiến bước về phía sân khấu, trao tặng một bó hoa thay cho lời cảm ơn về những giá trị vừa rồi.